em chỉ vậy thôi. Vâng. Tham gia chúng tôi xin được trong khi ổn định chỗ ngồi thì cũng xin được trân trọng kính mời bác tài xế nói trai sẽ làm thủ tục xin dâu ở trong nhà. Xin được trân trọng kính mời. Tình cảm vào đây, đứng lên đến đằng này đi. Anh cái giường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để tỏ lòng với khách cũng như là tỏ lòng với họ đại trai. Xin gặp khi mời bên tổ tiếp tân bên họ đại gái tiếp tục vào những cầu trầu cũng như trà liếc để tiếp đón với họ đại trai trong buổi chương trình hôm nay. Và chúng chỉ còn ít phút thôi thì người họ đại trai cũng sẽ đón cô dâu về làm lễ. Chính vậy thì tôi xin trân trọng kính mời toàn thể trên các bộ các bờ cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ đang ở gần xa sẽ chầu cúng xin phúc chung vui trình với nghệ trong buổi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng được kính mời và xin mời. Thôi còn đâu chúng ta chấp nó chụp ảnh về hồi trai thì không biết lại đàng hoàng có thời gian cho phép hơn đúng không? Chính vì vậy trên trọng kính mời bác trưởng hồi trai chúng ta sẽ để ý với thời gian cho để về đúng vào giờ đẹp nhất mà các cụ đã xin dâu cũng như là đã định trước từ lâu rồi. Vâng, xin trọng kính mời những ai đi chụp ảnh chú rể thì khẩn trương lên sân khấu ngay đi ạ. Vâng, những ai đi chụp ảnh thì chúng ta khẩn trương. Chủ yếu là gia đình và nhà gái thôi, còn tất cả các vị khách và trai chúng ta chúc nó về nhà trai chụp ảnh cũng được ạ. Vâng, tổ chúng ta ghi liên tục ạ, chụp ảnh liên tục ạ. Nào, 1, 2, 3, cả gia đình cùng cười nào, 2, 3, cười. Vâng, chúc chồng ạ. Thank you.
lại đôi tổ thanh niên ấy. Các cụ cùng toàn thể nhà nghiên cứu khoa học, gia đình giao cho cháu Tuấn Anh là phải làm sao phấn đấu trong một vài năm gần đây là phải hoàn thành cái nghiên cứu sinh báo cáo với lại như vậy. Điểm thứ ba là cũng mong cho các cháu bây giờ hai bên gia đình thì có ông bà tổ tiên bố mẹ, mình phải hoàn thành cái trách nhiệm của người làm con làm cháu của các cụ các ông các bà hai bên để làm sao mà cho nó tốt. Thế thì đấy là mấy cái điều mà xin thay mặt cho gia đình để căn dặn. Thế và phải nói rằng là bác đại diện cho gia đình họ nhà gái đã phát biểu rồi thì chúng tôi xin một lần nữa phải nói rằng là cái dự cái buổi lễ thành hôn hôm nay chúng tôi rất là cảm động sự hiện diện của các cụ công các bà quan viên hai họ, rồi đặc biệt là bạn bè thân khách gần xa đã không quản ngại đường xa xa xôi đã đến dự lễ thành hôn rồi chúc phúc cho hai cháu. Xin thay mặt gia đình chúng tôi xin trân trọng ghi nhận những cái tình cảm nồng hậu và cảm ơn các cụ công các bà, các quý vị đại biểu, các vị thân khách. Chúc các cụ công các bà, các quý vị đại biểu và các vị thân khách lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Cho con dâu chú rể sẽ mãi mãi phúc bên nhau trọn đời. Vâng, và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau một nụ hôn hot nhất của năm 2014 và 15 ạ. Vâng, và xin mời hai bạn sẽ quay vào nhau. Vâng, và sẽ dành tặng cho nhau một nụ hôn thật là ngọt ngào, cũng như là lời cảm ơn tới các quý vị đã về dự buổi lễ thành hôn của hai bạn này. Vâng, và tôi xin phép được bắt nhịp đếm từ 1 đến 3 thì xin mời hai bạn sẽ chính thức trao cho nhau nụ hôn đó. Vâng, và bây giờ thì xin mời chú rể hai tay ôm vào eo cô dâu đi ạ. Đúng rồi đấy. Vâng, xin mời cô dâu sẽ đặt hai tay lên vai của chú rể ạ. Vâng, xin mời cô dâu ạ. Vâng, và tôi xin được bắt nhịp từ 1 đến 3 thì xin mời quý vị chúng ta cùng lổ một tràng pháo tay thật to để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho chú rể và cô dâu ạ. Vâng, xin được bắt đầu ạ. 1, 2, 3. Vâng, xin một tràng tay nữa để cổ vũ chúc mừng cho chú rể. Và xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, và một lần nữa thì cũng xin được mời mẹ của chú rể sẽ lên trước hôn trường, sẽ có những món quà để trao tặng cho con dâu và con trai mình trong ngày vui trọng đại của hai bạn hôm nay ạ. Xin mời các nhiếp ảnh gia chúng ta về đúng vị trí của mình để lưu lại những thước phim thật đẹp cho chú rể và cô dâu ạ. Vâng, là xin mời bác ạ. Vâng, xin quý một tràng pháo tay thật to nữa để chúc mừng cho cô dâu chú rể ạ. Vâng, và xin được cảm ơn bác rất nhiều. Vâng, và xin mời hai anh chị cũng có món quà để tặng cho chú rể và cô dâu ạ. Vâng, và xin mời anh chị đứng vào đây chụp ảnh cùng với cô dâu chú rể hôm nay. Vâng, và xin được quý vị lửa một tràng pháo tay thật to nữa để chúc mừng cho chú rể Tuấn Anh và cô dâu Diệu Thảo. Vâng, và xin được cảm ơn tới quý vị rất là nhiều. Vâng, và sau phần nghi lễ trao quà xong thì xin mời cô dâu chú rể lại đi mời nước các cụ công các bà, cô dì chú bác cùng quý vị khách quý đã về dự buổi lễ thành hôn với bạn trong buổi chia sẻ.